Chào bà con, thì hiện bây giờ Hùng và đội ngũ kỹ thuật đang ở huyện Gò Quao của Kiên Giang ha, tới thăm cái vườn cây của chị Lệ Chi. Thì trên này thì chị trồng như là em nhớ là bốn thứ, là cái thằng măng cục, măng cầu sim thái, rồi mít, rồi thêm cái sabo, rồi em gì mình có thêm là sầu riêng nữa. Đó, thì cây của mình hiện giờ là mình đang trồng được 5 tháng. Đó, thì tại vì cái dùng đất của mình đó là nó phèn nhiều quá. Đó, với thêm một phần nữa là khi mà mình lên mô làm bếp á, thì mình cũng không có biết cách để mà mình lấy toàn bộ cái lớp đất mặt để mình gom vô mình làm cái mô để mình trồng cây. Đó, thì mình gom lộn xộn, thì hiện giờ là cái đất của mình đó là nó đang nhiễm phèn rất là nhiều. Đó, nhưng mà so với ở đây á, thì những cái cây của mình mà khi mà lúc tụi em mà tư vấn cho mình trồng á, là chọn lựa là những cái cây là nó chịu được phèn, nó chịu được hạn mặn á, thì tụi em mới tư vấn cho mình đem mình trồng. Đó, thì hiện giờ là cây của mình được 5 tháng tuổi, nhưng mà tốc độ phát triển của nó cũng không được tốt mấy, thì do đất phèn nhiều quá. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mình lại cách để mình khắc phục, khống chế và hạ phèn cho cây của mình bắt đầu nó phát triển. Đó, trong cái giai đoạn này nền đất của mình như thế này thì chị là thường xuyên là tưới cái bộ phục hồi giùm em. Đó, thì ở trong cái can phục hồi đó là gồm một can 5 lít kết hợp với hai gói Chico và hai gói humic. Đó, thì ở trong đó là cái thằng humic á, nó sẽ hoạt động là nhiều nhất để cho cái đất của mình á, là nó tăng cái khả năng, nó làm tê xốp đất, nó hạ phèn nhanh cho cái cây của mình. Đó, và cả cái can siêu dưỡng luôn. Chico thì nó sẽ diệt nấm khuẩn trong đất. Đó. Rồi ở bên trên á, thì chị xịt giùm em á, là cái thằng siêu amino với cái thằng siêu bột độc. Đó, xịt định kỳ 5 tới 10 ngày, 7 tới 10 ngày chứ. Thì xịt giùm em kết hợp với quản lý sâu gầy. Đặc biệt là nãy ở bên này á, là cái cây mãng cầu của mình á, là nó dễ bị cái con bọ cánh cứng này. Cái thứ hai là con bọ xích mũi, nó chích nó rất là nhiều. Và đặc biệt là cái mãng cầu này là cái con bọ cánh cứng giùm em, xịt định kỳ. Đó, thì khi mà mình xịt định kỳ như vậy đó, thì ở trong bên mình đó là có cái chai là sâu bọ nhện, thì cái chai đó nó sẽ tiêu diệt được con bọ cánh cứng và kết hợp với con nhện, con bọ xích mũi luôn, để xịt cái rơ đó kết hợp giùm em. Còn bên dưới thì mình tưới dẫn tưới giữ vững cái bộ siêu phục hồi, mình tưới định kỳ để tạo cho cái đất của mình nó tơi xốp màu mỡ lên, giúp cho cái bộ rễ cây của mình nó phát triển. Còn hắc kim nano á, thì mình có thể là mình giải trong vòng 2 tháng một lần. Đối với cây này mình trồng 5 tháng rồi, thì mình giải cho một cây nào là 50 g, không giải quá nhiều. Đó, mình thường xuyên mình giải thì nó sẽ tốt hơn, khi mình giải một lần nó nhiều quá, phèn nó nhiều quá. Rồi thêm một cái nữa thì cái bếp tưới của mình á là nó không có đủ nước cho hai bên, thì bây giờ bắt buộc mình sẽ tăng cái lượng cái thang bếp này lên. Đó, để cho nó qua tới bên này nó tưới đều hai bên luôn, chứ bây giờ mà tưới được một bên chỉ đang hạ phèn cho một bên nè, tưới cái bộ phục hồi cho nó hạ phèn, mà nó chỉ tưới được một bên thôi, còn một bên bộ rễ bên này nó sẽ không có thấm nước đều được, thì nó sẽ không hạ phèn được khúc bên này. Đó, thì bây giờ mình sẽ tăng cái bếp lên. Ở đây cái loại này nó dễ lắm chị. Mình á là ra tiệm á, chỗ những đại lý người ta bán cái ống nước này nè, mình cái ống này là ống 6 ly ha. Chị mua cái tê nấu 6, rồi bắt đầu mình sẽ nâng cái bếp của mình ra, gắn lên thành hai bếp, mình tưới hai bên nó sẽ tốt hơn cho cái cây của mình. Còn bây giờ là mình chỉ tưới được có một bên thôi, mình tưới phân tưới thuốc gì cũng vậy, nó chỉ tưới được một bên, một phần mô thôi, còn phần bên này thì nó không đủ nước, cái cây của mình nó sẽ không phát triển được bộ rễ bên này luôn. Rồi mình nó là cũng nên là mình xới thường xuyên lên để cho cái bộ rễ của mình nó thông thoáng. Cái nền đất này tưới nó rất là mau bị lèn, mình tưới chừng 3-4 cử thôi là cái mặt trên của cái mô của mình nó sẽ bị áo lèn lại. Đó, khi mà mình tưới thì nước nó sẽ không có thấm xuống được. Đó, rồi nó chài ra hai bên, thì rồi mưa dầm á thì nó sẽ lâu có khô cái nền, nó thấm sâu nhưng mà nó sẽ không có làm khô được, thì cái đất của mình nó cũng không tơi xốp, nó làm cho mình đất của mình nó bị ngập, cái cây của mình bộ rễ nó ngập, nó cũng không phát triển được. Thì mình nên thường xuyên là mình xới lên giùm em. Đó. Đối với cái cây măng cục ở bên này, đó. Cây măng cục á
thì nó rất là dễ bị cái thằng nhện đỏ. Rồi khi mà đột non ra là nó cây của mình nó dễ bị cháy nắng. Thì cái giai đoạn này thì mình vẫn che lưới như thế này, mình phang hai gỡ ra đó. Rồi cái cây hôm bữa mình cái chuyến trước em xuống là nhà chị á, là chị cộng lại thêm một cây nữa giùm em đó. Nhưng mà cái cây này nó quá yếu đó, giờ mà ở đây thì đồng nó trống, gió nó nhiều. Cái bắt đầu khi cây của mình nó ra cái này đột non, gió nó dữ quá nhiều, nó sẽ làm dập và bầm hư cái lá đó. Rồi bình thường mình xịt chung luôn, nó cũng như là cây mãng cầu thì mình cũng quản lý nhện đó, à, xịt chung luôn. Cây cỡ đó được cỡ đó, nhưng mà chỉ cắm nó đúng thế là được á. Cây vậy nó còn lắc quá nè, mình cắm ở trên này nè nó mới có lực chịu, còn mình cắm mấy cây của mình nó xa quá đó, nó không có đủ lực chịu thì gió nó cũng vẫn lắc bình thường. Rồi thì bây giờ là chị làm theo y như em hướng dẫn cho mình hồi nãy giờ. Thì cái cây của mình là bắt đầu nó sẽ phát triển trở lại.